Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy. Đây là bộ nail Amy làm fill sơn xong nha các bạn. Bây giờ Amy sử dụng một cái màu. Màu này nó giống như màu brown vậy đó. Màu keo luôn nha các bạn. Amy lấy cái cọ bự ra. Amy sẽ dùng cái cọ giả lai Amy bỏ vô đây. Đó, bây giờ Amy sẽ vẽ cho cô khách này nha. Cái mẫu vẽ nó cũng rất là đơn giản nha các bạn. Bây giờ Amy tô lại ha. Đi một góc cạnh nè. Rồi. Cái này là tại móng, những cái mẫu này các bạn làm những cái bộ nail mà dài rất là đẹp. Nhưng mà cô khách này có móng có rất là ngắn, nhưng mà có muốn thì mình chiều nha các bạn. Rồi. Các bạn thấy không, mỗi một món mình đi ở một góc cạnh khác nhau. Các bạn thấy cái màu này nó rất là đậm. Amy chỉ tô một lần là xong nha các bạn, không có đồ lại cái lần thứ hai. Tùy theo móng mà Amy làm đó các bạn. Nếu mà cái màu nó dợt quá, nó không có phủ được màu ở dưới đó, thì bắt buộc mình phải đi lại cái nước thứ hai cho nó đều. Còn thường khi đi những cái tâm như vậy là phải cái màu đậm. Đi một cái màu dợt nằm ở dưới bay, rồi một cái màu đậm nằm ở trên. Cái màu đậm nó đủ cô vào cái màu dợt thì mình không cần phải đi lại nước thứ hai. Rồi, bây giờ Amy đã xong bàn bên đây. Amy sẽ cho hơi nha các bạn. Tại vì đó là màu keo, mình phải cho hơi chừng vài chục giây cho nó khô. Rồi, bây giờ qua bàn bên đây, mình không cần phải làm đối xứng với bàn bên kia nha các bạn. Mình có thể trở mẫu hay gì, nó cũng là một tông màu luôn, nhưng mà mỗi ngón mà làm nó hơi khác khác một chút. Rồi, các bạn thấy không, không mới nhất thiết và mỗi ngón đều giống nhau. Rồi, bên đây bây giờ mì tô góc này. Các bạn thấy hai cái tông màu này nó đi lên rất là nổi. Chứ mà nếu mà cái dưới tông màu lợt mà mình đi cái màu tương tự nữa thì không có nổi ra như vậy nha các bạn. Rồi. Này mình đi giống như cái hình tam giác vậy đó. Rồi. Bạn thấy à, cái này còn nhanh hơn mình vẽ thiếp nữa. Rồi mình tô lại cho đều. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi tay bên đây nha. Rồi là mình đã hoàn thành xong cái màu này rồi. Bây giờ mình sẽ dẹp vô cái bước thứ hai. Rồi mình sử dụng những giấy kiến này đây nè các bạn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn coi nha. Cái giấy này nó rất là mềm, là mịn nè. Em mày chúc cái củ ra nè, em mày chúc xuống đây luôn. Cái củ em mày làm đó, cái này mình chỉ bóp ra thôi, bóp cho nó bể nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Đó, nó miếng nó bự như vậy nè, nó rất là mỏng như vậy, mỏng như giấy quyết vậy đó. Em mày bóp ra nè, có đủ màu hết nha các bạn. Em mày bóp ra cho nó nhỏ nhỏ trước, em mày muốn dùng cái miếng nhỏ đang em mày để lên đó. Rồi, bây giờ mì đã bóp ra xong mà các bạn thấy nằm đây luôn ha. Nó mỏng lắm các bạn mình. Đó, cái này thì cũng đã lâu rồi chứ không phải là mới nha các bạn. Cái này em mì làm cũng đã lâu rồi. Rồi, bây giờ em mì sẽ lấy cái cây cọ này. Em mì chấm những cái miếng này nè, em mì đặt theo cái đường này nè. Mình không cần đặt đều nha các bạn. Cái loại này là không cần đặt đều. Nạp nó phải nhanh nhanh như vậy đó. Rồi. Đó, bây giờ là mì đã xong một ngón nè. Nó rất là mỏng các bạn, đè để nó nằm xuống hết đây cái cọ. Rồi bây giờ mì đặt cái ngón thứ hai đây. Sơn màu và đặt lên nha các bạn, không có bỏ nước bấm nó gì hết, nó nằm rất là êm. Rồi.
là mình xăm hai ngón rồi các bạn thấy không, rồi vô qua ngón thứ ba nè, mình muốn miếng nhỏ thì mình bóp cho nó nhỏ một tí. Đó, các bạn thấy không, đè nó nằm xuống hết trơn à, rất là dễ luôn. Rồi xong nữa các bạn thấy dễ không? Còn các bạn muốn miếng mắm mà mắm khách bự to đó thì mình đặt cái miếng này to hay nhỏ tùy mình thôi. Em mì bóp ra như vậy cho nó, thì cái mắm của khách nhỏ đó nên em mì muốn đặt cái này là cho nó nhỏ thôi. Cái này nó tựa tựa như cái foil với các bạn, nhưng cái foil thì mình phải tha keo mới giật vô, còn cái này nó mỏng lắm các bạn, cứ đặt vô vậy là nó hít sát hết trơn đó các bạn thấy không. Cái miếng này nó mỏng nó rất là hay, nó hít như vậy nó không có bị cộm nha các bạn. Nếu mình đặt cho nó sao le như vậy chứ không cần phải theo một cái đường thẳng nha. Rồi là mì đã xong một bàn tay rồi đó các bạn đó. Rồi bây giờ em mì qua bàn tay bên đây nè. Rồi bây giờ em mì sẽ lấy cái dơ này xích lại đây ha. Rồi cái loại này là mình phải để nó lẩm chẩm vậy chứ mình không có sắp nó ngay ngắn được, nếu mà nó ngay ngắn là nó không còn cái đẹp của nó nữa. Mà nó ăn rất là dễ, cái cọ này mình chỉ chấm vô nó dính rồi mình để lên thôi chứ không cần chấm lên nó. Rồi bây giờ tới miếng bên đây cũng vậy, bạn thấy em đặt rất là nhanh đó, mình đặt miếng bự miếng nhỏ vậy đó. Còn các bạn muốn nhỏ, muốn nhỏ nhuyễn thì mình bóp ở trên nhuyễn rồi đó, ra nhỏ nhuyễn này. Rồi mì đã xong luôn, mình lấy cái đầu cọ nè các bạn thấy không, mình dặm dặm gì cho nó chấm nó nằm sát, mà thật sự nó rất là sát tại vì nó rất là mỏng nha các bạn. Một cái hộp này nó rất là đủ màu hết á. À bây giờ em mì sẽ qua tới món này đây. Đó. Là mì đã xong. Rồi qua tới món đây nha. Bạn mua cái loại này xài rất tiện, các bạn ơi, mình mua nhiều cái màu cho Noel á. Để Noel mình bỏ màu đỏ rồi đó, rất là đẹp. Rồi mình bỏ đây thêm miếng ở đây nữa nè, cho nó đậm lên. Rồi đó, đây như vậy là mì đã xong rồi đó các bạn. Hai mình bắt xua ha, bắt xua bạn lấy cái đầu cọ dặm lại ha, đó bắt xua cho những cái miếng này nó nằm xuống sát hết, nó rạp xuống hết, nó rất là dễ rạp tại vì nó rất rất là mỏng, bạn bỏ vô là nó hít rồi, màu keo nó rít rít là nó hít vô, mình không cần phải bỏ thớp mà thớp khấu bay khấu gì trước khi mình bỏ, các bạn thấy không. Ai lại mì đã hoàn thành xong rất là dễ, còn miếng bự miếng nhỏ bỏ nhiều ít là tùy thuộc mình. Lại mì đã xong là các bạn 10 ngón rồi đó, đây cũng là một trong cái mẫu theo trend bây giờ chứ thật sự rất là dễ làm, các bạn ra cũng lâu rồi chứ không phải mới đây. Các bạn coi một hộp của đây mì chia sẻ cái loại này nha, hay mì bỏ vô mấy cái phần chưa nè, một hộp có rất là nhiều màu nè, các bạn thấy cái màu đỏ này nè, làm cho trên Noel rất là đẹp, màu đỏ với màu xanh nè. Em mì làm rơi rơi ở cái đầu mắm đó. Rồi bây giờ em mì cái bước cuối cùng là em mì bỏ nước mắm lên nha các bạn. Sau khi em mì bỏ nước mắm lên như vậy là em mì đã hoàn thành xong 10 ngón đó các bạn. Thường khi mà vẽ như vậy thì khách hàng hay vẽ, khách hàng hay vẽ cái gold line hay silver line nè, thì giờ nhiều cô khách thích bỏ như vậy nè các bạn, cho nó lạ lạ. Rồi các bạn thấy nó nằm sát rạc hết rồi, bây giờ em mì chỉ bỏ nước mắm lên nữa là xong đó. Cái mẫu này cũng rất là đơn giản, rất là dễ làm các bạn, cũng rất là thịnh hành trên mạng bây giờ,
rất là nhiều cô khách đem những cái mẫu tương tự như vậy cho em mình làm. Nhưng mà nếu mà những cái bộ móng dài mình làm ra nó sẽ elegant, rút hơn, nó sẽ show được nhiều hơn. Còn cái bộ móng ngắn của cô khách thì em mình cũng sẽ làm theo cái ngắn nha bạn. Tại vì mình làm nail thời buổi này đó các bạn. Và bây giờ móng ngắn móng dài gì miễn khách yêu cầu khách thích thì mình cảm thấy làm được thì mình làm cho khách thôi. Và em mình chia sẻ đây là trên những cái tay thực tế của những cô khách em mình làm, chứ em mình không có mà tay mẫu hồi nào cũng móng dài không chia sẻ với các bạn nha. Rồi bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây. Em mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Các bạn yêu mến em mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mình nha các bạn, để không có bỏ lỡ những cái video mới của em mình. Thân ái chào các bạn.